con người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Kính thưa cộng đoàn, công danh, sự nghiệp, danh tiếng, địa vị cao thấp trong xã hội là điều có sức hấp dẫn hết tất thảy mọi người. Bởi vì theo lẽ thường, có sự nghiệp, có công danh, có địa vị thì người ta sẽ có tiền, có của, có một đời sống thoải mái, có kẻ hầu người hạ và có quyền uy để ra lệnh cho người khác. Và đằng khác, chúng ta cũng thấy rằng công danh sự nghiệp là con đường hay là mục tiêu để người ta phấn đấu đạt được, để nhờ đó có cơ may phụng sự quê hương, phục vụ đất nước, phục vụ con người. Bởi vậy, thi sĩ Nguyễn Công Trứ, một người sống ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, nói rằng đã mang danh sống trong trời đất thì phải có danh gì với núi sông. Danh thơm, tiếng tốt, những người chí sĩ tạo lập được nhờ việc phụng sự quê hương, phục vụ đất nước, hy sinh cho đồng bào, được sử sách chúng ta thấy ghi lại thì ít, nhưng mà những người đi tìm hư danh thì lại nhiều. Bởi vậy, xã hội có những bất công, xã hội có những điều tồn tại làm cho những người nghèo, những người yếu thế luôn ở thế bị đàn áp, bị áp bức. Và sở dĩ thực tế cuộc sống như thế bởi vì người ta có 5-7 đường để tìm kiếm công danh sự nghiệp từ xưa cũng như nay. Có người đạt được công danh sự nghiệp nhờ thời gian học hỏi, nghiên cứu và sống thanh liêm chính trực giúp cho người khác. Có người thì đạt đến công danh sự nghiệp bằng con đường mua bán. Sau đó chúng ta thấy rằng xã hội nào cũng có cảnh mua quan bán chức, và cũng có nhiều người chiếm được địa vị nhờ sự quen biết, nhờ sự gửi gắm, nhưng mà thực tài lại không có. Cho nên xã hội luôn tồn tại những bất công. Không cần phải nói, chúng ta cũng có thể suy ra được những người tiến thân bằng con đường mua bán, quan chức hoặc là quen biết đã để lại hậu quả như thế nào cho xã hội, cho con người. Bởi vì người ta cần phải lấy lại những gì đã bỏ ra để mua một vị trí, để mua một chức quan. Cho nên những bất cập trong xã hội cứ luôn tồn tại. Và chúng ta thấy rằng chủ đề của 3 bài đọc lời Chúa hôm nay giới thiệu với chúng ta một điều rất thú vị và một bài học thật sâu sắc. Thú vị là ở chỗ hai anh em tông đồ Gioan và Gia-cô-bê đã bày tỏ cái ước vọng rất thâm sâu, nung nấu ở trong tâm hồn hai anh em. Họ nói với Chúa: xin Thầy cho hai anh em chúng con được hai vị trí quan trọng khi Thầy hiển vinh, khi Thầy được vinh quang. Và 10 tông đồ còn lại cũng không hơn gì, họ tỏ ra tức tối bởi vì họ cũng ấp ủ điều đó, nhưng mà không kịp nói ra thì đã có hai người xin trước rồi. Đấy là một điều rất thú vị. Nó cho thấy cái suy nghĩ chung của các tông đồ là cái suy nghĩ của thế gian về quyền lực, về địa vị, về vị trí. Và cái bài học sâu sắc là ở chỗ Chúa Giê-xu đã chuyển đổi cái khái niệm
về người lớn, về vị trí cũng như sự phục vụ đích thực. Chúa Giêsu tỏ ra hiểu thấu điều các tông đồ đang xin. Ngài nói rằng ở giữa anh em thì không được như vậy. Ở giữa anh em, ai là người lớn, ai là người có trách nhiệm nhiều thì phải là người phục vụ người khác. Đấy là một điều rất sâu sắc. Và Chúa Giêsu thừa hiểu rằng ở trong lịch sử của dân Chúa, quyền lực đã thao túng, đã đàn áp người dân như thế nào. Chẳng hạn chúng ta có thể đọc thấy một trong những câu chuyện tiêu biểu ở trong sách các vua. Vua A-kháp được dân bầu lên làm người lãnh đạo. Và ban đầu vua cũng tốt, vua cũng lo cho dân. Nhưng mà xảy ra là nhà ông Na-bót có một vườn nho xinh xắn ở bên cạnh hàng rào nhà vua. Vậy vua nói với ông Na-bót: "Ngươi hãy nhượng lại cái vườn nho cho ta, bởi vì ta đang cần đất để trồng rau." Nhưng mà ông Na-bót nói rằng: "Thưa đức vua, tôi không thể nhượng được, bởi vì đây là đất của tổ tiên của tôi để lại. Nó như một kỷ niệm, nó như một sự gắn bó, và nó giúp cho cho tôi sống như một người tốt." Nhưng mà vua A-kháp đâu có để yên. Ông đã lập kế đưa ông Na-bót vào chỗ chết và chiếm vườn nho của ông Na-bót. Quyền luôn đi theo một cái lý tưởng là để phục vụ. Nhưng mà một khi có quyền, một khi có tiền, thì cái lòng tham của con người nó không có đáy. Bởi vậy chiếm luôn cả cái phần đất của người nghèo, mặc dù đất của vua là cả một giang sơn rộng lớn. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu quá hiểu thế nào là quyền, thế nào là vị trí, thế nào là địa vị danh tiếng theo kiểu của người đời. Cho nên Ngài đã nói với các môn đệ: "Giữa anh em thì không được như thế. Giữa anh em, ai làm lớn phải là người phục vụ." Và đây không phải là một lý thuyết, nhưng là một điều mà chính Chúa Giêsu đã sống. Chúng ta thấy rằng xã hội có lý tưởng, và nhiều thanh niên cũng đi theo những lý tưởng cao đẹp là vì dân phục vụ, vì nước quên mình. Còn gì tốt đẹp hơn một lý tưởng như thế? Nếu ai cũng vì dân, nếu ai cũng vì nước, thì làm gì có cảnh bất công? Làm gì có cảnh người thì đất thẳng cánh cò bay, còn kẻ nghèo thì lại không có một tấc đất cắm rùi? Chúng ta thấy rằng cái lý tưởng nó là một lý thuyết, và để người ta đạt được cái lý tưởng thì cần phải hy sinh rất là nhiều. Nhưng chẳng có ai, chẳng có mấy ai có cái khả năng hy sinh phục vụ đến độ quên mình. Và các bài đọc hôm nay giới thiệu cho chúng ta hình ảnh của một Đức Giêsu Kitô như thế. Bài đọc 1 nói với chúng ta rằng ý định của Chúa Cha là quy định, quy tụ tất cả muôn người trở thành một gia đình. Mà quy tụ một người buôn dân thành một gia đình thế nào được nếu không có người chịu thiệt, nếu không có người chịu cúi xuống để gánh lấy những phần thiệt thòi cho con người, gánh lấy tội lỗi, gánh lấy bệnh tật, gánh lấy khổ đau cho con người. Và Chúa Giêsu được giới thiệu như là người tôi trung của Thiên Chúa, đấng đến để gánh lấy tất cả những cái tật nguyền, bệnh hoạn, tội lỗi của con người, để hy sinh quy tụ muôn người về một gia đình.
Và bài đọc 2 thư gửi tín hữu Hippri cho chúng ta thấy rằng bởi vì chúng ta có một người tôi chung như thế, yêu thương chúng ta như thế, cho nên chúng ta hãy mạnh dạn tiến đến với người mỗi khi chúng ta bị phạm những sai lầm để chúng ta được tha thứ và chữa lành. Bởi vì vị Thượng Tế là Chúa Giêsu Kitô hiểu thấu tất cả những đớn hèn của con người, những sai lầm của con người. Ngài sẽ soi sáng để cho mỗi người chúng ta tìm được ý nghĩa, giá trị của cuộc sống, ý nghĩa, giá trị của một đời sống mới trong phục vụ, trong yêu thương. Chúa Giêsu nói rằng con người đến để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Người nói và người đã thực hiện. Người đã chịu chết trên thập giá, đã chịu đau khổ để trả lại hạnh phúc cho những người bất hạnh. Và chúng ta thấy rằng truyền giáo là giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng ta. Chúng ta sẽ giới thiệu như thế nào về một Đức Chúa mà chúng ta tôn thờ nếu không phải đó là hình ảnh của đấng hy sinh, chịu chết, đấng cúi xuống để rửa chân, để phục vụ, để gánh lấy những thiệt thòi. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã đi trước để mở cho chúng ta một con đường. Gia đình như thế nào nếu không có sự hy sinh quên mình, nếu không có sự phục vụ quên mình của những người đứng đầu gia đình? Và xã hội sẽ như thế nào nếu người ta còn tranh giành chức quyền, người ta còn chạy chức chạy quyền để có thể dùng quyền thống trị trên người khác? Chúng ta thấy được một viễn cảnh như thế thì chúng ta lại phải nêu cao đời sống chứng tá của chúng ta. Không những có thể nói khi có dịp, nhưng mà bằng một nếp sống thường ngày của chúng ta, nhờ chúng ta biết được đấng yêu thương chúng ta. Ở trong sứ điệp truyền giáo của năm 2018 này, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tất cả mỗi người chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, hãy loan truyền tình thương của Thiên Chúa bằng hành động, bằng nếp sống của chính mình khi chúng ta sống trong các môi trường hoạt động. Thưa cộng đoàn, ở trong khóa giáo lý tân tòng của giáo xứ, một trong những khóa tân tòng, thì có những ý kiến bày tỏ lý do đi theo Chúa. Đa phần thì theo Chúa để lập gia đình, và có người thì theo Chúa vì muốn tìm hiểu. Nhưng có một ý kiến khá là hay: theo Chúa là bởi vì thấy người khác sống tốt. Anh này là chủ của một doanh nghiệp nhỏ, và anh ta tình cờ phát hiện rằng phần đông những người làm thuê cho anh là những người Công giáo. Và anh thấy rằng những người Công giáo này rất có trách nhiệm trong công việc, làm rất tốt và không để xảy ra những cái tiêu cực. Và anh ta bị thu hút đến học đạo để theo Chúa. Bởi vì những người sống tốt này không phải tự nhiên như thế. Rõ ràng xã hội không thể tạo ra, hoặc là chưa thể tạo ra một nền giáo dục giúp cho người ta biết hy sinh, thì những người này tại sao lại có thể sống có trách nhiệm với công việc? Thưa cộng đoàn, thế đó là một điều rất cụ thể để cho chúng ta thấy rằng truyền giáo là một công việc quan trọng nhưng mà hết sức bình thường. Ai trong chúng ta cũng có thể làm được bằng một lối sống thấm điệu tin mừng, sự phục vụ yêu thương mà mỗi người chúng ta được đón nhận. Mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy Cha là chúng ta cầu nguyện cho nước của Thiên Chúa trị đến, nước của tình thương ngự đến ở trong tâm hồn.
đó không phải là một sự bành trướng về không gian, về địa lý, nhưng là một nước của tình thương ở trong tâm hồn con người. Chẳng có hàng rào thép gai, súng ống, đạn rược hay quyền lực nào có thể ngăn chặn được sự lan tỏa của nước Thiên Chúa, tức là tình thương của Thiên Chúa trong lòng mỗi người chúng ta, cũng như trong lòng anh chị em chúng ta. Chúa Giêsu hứa cho chúng ta một miền đất không phải cấp sổ đỏ, cũng chẳng phải cấp sổ hồng, và cũng chẳng có ai có thể cướp đi được. Đó là phần thưởng hạnh phúc nước trời. Nếu chúng ta noi gương Chúa và chúng ta loan truyền tình thương của Chúa, để nước của Cha được trị đến, để bình an của Cha ngự đến trong tâm hồn tất cả mọi người, nhờ sự trợ giúp của thần khí